mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FBNC. Một sự kiện đáng chú ý liên quan đến Việt Nam đã được ghi nhận trong ngày hôm qua 4 tháng 11. Theo đó, Bộ Ngoại giao nước ta xác nhận 26 thuyền viên Việt trên tàu dầu đã bị Iran bắt giữ. Tình hình của các thuyền viên này hiện tại đang ra sao? Trước nhiều cơn sóng thần nổi lên giữa các siêu cường, tướng Mỹ lưu ý về một cường quốc đã nổi lên sau 4 thập kỷ dùi mài kinh sự chiến lược quân sự và đang ở thế đối đầu với Mỹ trên mọi mặt trận. Không đâu khác đó chính là Trung Quốc. Từ đây, vị tướng Mỹ khẳng định trật tự thế giới đang rơi vào cuộc chiến ba cực Mỹ-Trung-Nga. Những yếu tố căn bản của chiến tranh đã thay đổi ra sao thời hậu chiến tranh lạnh? Trong lúc đó, truyền thông quốc tế không khỏi xôn xao trước thông tin Trung Quốc đang dấn sâu vào các chương trình hạt nhân được báo cáo bởi Lầu Năm Góc. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Trung Quốc còn chuẩn bị hé lộ át chủ bài có thể tấn công vào lục địa Mỹ mà không cần tiến vào Thái Bình Dương. Ở một diễn biến khác, Nga-Trung Quốc tạo thêm sóng gió cho môi trường an ninh tồi tệ của Nhật Bản. Liên quan đến vấn đề Đài Loan, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ kêu gọi bớt mơ hồ trong bảo vệ Đài Loan. Phái đoàn Nghị viện châu Âu khẳng định Đài Loan không đơn độc. Những thông tin đáng chú ý khác, Triều Tiên thừa sức đẩy mạnh sản xuất uranium cấp độ vũ khí. Thổ Nhĩ Kỳ nói gì về việc triển khai rồng lửa S-400 của Nga đến căn cứ có lính Mỹ? Thủ tướng Nhật Bản Kishida tạm thời kiêm nhiệm chức ngoại trưởng. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 5 tháng 11 ngay sau đây. Trong một thông tin quan trọng vừa được Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận vào hôm qua 4 tháng 11 rằng tàu MV Sotis treo cờ Việt Nam đã bị Iran kiểm soát ở biển Oman. Được biết trên thuyền có 26 thuyền viên người Việt và đang được tiến hành xác minh nhân thân. Trước đó, vào ngày 3 tháng 11, hãng thông tấn AP đã dẫn lời hai quan chức giấu tên cho hay lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã bắt tàu dầu MV Sotis treo cờ Việt Nam tại vịnh Oman hôm 24 tháng 10 và đang giữ tàu này. Dữ liệu hàng hải cho biết chủ sở hữu đăng ký gần đây nhất của tàu Sotis là công ty vận tải xăng dầu OPEC có trụ sở ở Hà Nội. Về phía Việt Nam, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 11, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết thuyền trưởng tàu Sotis ngày 27 tháng 10 đã trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, thông báo toàn bộ 26 thuyền viên người Việt được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe bình thường. Bà Hằng cho hay Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã làm việc với giới chức sở tại để xác minh thông tin, sớm giải quyết sự việc, đảm bảo an toàn và đối xử nhân đạo với các công dân Việt Nam. Giới chức Việt Nam đang xác minh nhân thân các thuyền viên cũng như yêu cầu chủ sở hữu tàu MV Sotis bảo đảm quyền lợi cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, hãng tin Iran Farn News hôm qua 4 tháng 11 cũng đã công bố video cho thấy binh sĩ IRGC đổ bộ lên tàu Sotis bằng trực thăng Bell 412, trong khi xuồng cao tốc và tàu tuần tra hai thân Shahid Nazari di chuyển xung quanh. Không lâu sau, tàu khu trục Mỹ USS The Sullivan và USS Michael Murphy có mặt ở hiện trường cùng một tàu tuần tra cao tốc lớp Sentinel của tuần duyên Mỹ. USS The Sullivan tiếp cận tàu dầu và nhóm xuồng vũ trang IRGC, trong lúc binh sĩ Iran chỉ súng máy về phía thượng tầng tàu chiến Mỹ. Tuy nhiên, không có dấu hiệu cho thấy hai bên xảy ra đụng độ. Hiện chưa rõ lý do Iran bắt tàu dầu Sotis. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát, thường xuyên làm việc với các cơ quan chức năng Iran để nhanh chóng giải quyết sự việc đúng quy định pháp luật, đồng thời tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, bà Hằng nói. Trong bối cảnh nhiều cơn sóng thần nổi lên giữa các siêu cường, từ trực tiếp đối đáp chỉ trích, đề xuất dự luật kiềm hãm đối thủ, cho đến cả cuộc chạy đua khí tài khốc liệt cùng những màn liên thủ các đồng minh tập trận. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cũng đã vừa lên tiếng khẳng định trật tự thế giới đang chứng kiến một sự thay đổi lớn nhất về sức mạnh địa chiến lược, với việc Trung Quốc có tham vọng thách thức Hoa Kỳ trên toàn cầu. Tuyên bố trên của tướng Milley được trang web Bộ Quốc phòng Mỹ trích dẫn vào hôm qua 4 tháng 11 tại Diễn đàn An ninh Aspen diễn ra tại bang Colorado, Mỹ. Các cuộc thảo luận xoay quanh mối đe dọa đang gia tăng của Trung Quốc cũng như Nga, Triều Tiên, Iran. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và những thách thức liên quan đến không gian vũ trụ và không gian mạng, COVID-19, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường cháy rừng của Mỹ mà quân đội phải đối mặt. Trở lại với quan điểm về trật tự thế giới, tướng Milley đã diễn giải cụ thể hơn rằng thế giới đang bước vào cuộc chiến ba cực giữa Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc sau cuộc chiến lưỡng cực giữa Mỹ và Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Nói thêm về Trung Quốc, tướng Milley nhận định chúng ta đã chứng kiến một quốc gia trong 4 thập kỷ đi từ nền kinh tế số 7 thế giới lên nền kinh tế số 2 thế giới.
40 năm trước, quân đội Trung Quốc chỉ là một lực lượng bộ binh chủ yếu xuất thân từ nông dân. Ngày nay, câu chuyện đã sang trang mới khi Trung Quốc mở rộng khả năng trong không gian vũ trụ, trên không gian mạng, trên bộ, trên biển, trên không, dưới lòng đất. Và rõ ràng, Trung Quốc đang thách thức Mỹ trong khu vực. Tướng Milley cho rằng Trung Quốc đã đầu tư tiền của vào một quân đội đáng kể để thách thức Hoa Kỳ ở mọi mặt trận trên toàn cầu. Do vậy, ông khẳng định đây sẽ là một thách thức thực sự quan trọng mà Mỹ phải giải quyết trong vòng 10 đến 20 năm tới. Bởi nếu Mỹ trật bánh khỏi vùng quay mới thì chiến lược cũng sẽ rẽ hướng sai hoàn toàn. Đây là một thế giới đã chuyển từ việc trầm trồ trước một chiếc máy bay chở người đầu tiên sang trầm trồ vì nhiều loại máy bay không người lái có thể vừa chính xác vừa tác chiến. Từ thích thú một chiếc radio sang thích thú một người máy và cả những loại công nghệ cao sở hữu trí tuệ nhân tạo. Đó là lý do mà tướng Milley cho rằng sẽ khiến định hình lại những yếu tố căn bản trong bản chất của một cuộc chiến tranh tiềm tàng. Dẫu thế nào, tướng Milley lưu ý cả Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, các đồng minh và đối tác sẽ phải rất thận trọng và có ý thức về cách họ đối phó với nhau trong tương lai, cũng như liên lạc phối hợp giữa các cường quốc sẽ là điều cần thiết. Khi được hỏi về một mối đe dọa với toàn cầu mang tên IS đang trỗi dậy ở Afghanistan, tướng Milley cho biết Hoa Kỳ sẽ duy trì khả năng giám sát và nếu cần, hãy hành động. Đồng thời, vị tướng Mỹ cũng khẳng định sẽ tiếp tục gửi thông điệp răn đe đến Trung Quốc và Nga. Trong các bản tin trước, FBNC đã nói về báo cáo mới nhất từ Lầu Năm Góc của Mỹ cho thấy Trung Quốc đang ngày càng dấn sâu vào các chương trình vũ khí hạt nhân, khi mà nước này có thể sở hữu tới 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027 và đạt mốc 1.000 đầu đạn đến năm 2030, cao hơn gấp 2,5 lần dự báo của Lầu Năm Góc cách đây một năm. Cùng với đó, những hình ảnh vệ tinh theo dõi gần đây liên tục cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới. Tuy vậy, đó chưa phải là tất cả những chiến lược khủng mà Trung Quốc đang ủ mưu để sẵn sàng đối đầu với Hoa Kỳ. Theo trang tin quân sự The Drive, báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc còn quan trọng ở một số chi tiết mới về tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM và tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân SSBN của Trung Quốc, mà được cho là sẽ trở thành át chủ bài giúp Hải quân Trung Quốc thực hiện một cuộc tấn công vào lục địa Mỹ mà không cần dàn quân trên Thái Bình Dương. Cụ thể, hiện tại Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAN có 6 chiếc SSBN Type 094, còn được gọi là lớp Jin. Mỗi chiếc mang tới 12 tên lửa SLBM thế hệ GL2. Bên cạnh đó, một SSBN Type 096 mới hiện đang được phát triển, cũng như một tên lửa SLBM thế hệ GL3 có sức tấn công mạnh hơn, tầm phóng xa hơn. Năm ngoái, Lầu Năm Góc đã công khai đánh giá rằng hạm đội SSBN hiện có của PLAN được trang bị GL-2 đại diện cho khả năng răn đe hạt nhân trên biển khả thi đầu tiên của Trung Quốc. Và giờ đây, tham vọng của Bắc Kinh đang được mở rộng ra xa hơn. Câu chuyện đáng quan ngại với Hoa Kỳ được nhìn rõ khi Lầu Năm Góc bắt đầu mổ xẻ tầm bắn của từng thế hệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM của Trung Quốc. Giới hạn tầm bắn hiện tại của GL-2 đâu đó trong khoảng từ 8.000 đến 9.000 km sẽ yêu cầu tàu ngầm lớp Jin hoạt động ở các khu vực phía Bắc và phía Đông Hawaii nếu Trung Quốc tìm cách nhắm vào bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ. Trong khi đó, căn cứ hải quân Du Lâm của PLAN, nơi đóng quân của phần lớn SSBN Trip 094, cách Alaska khoảng hơn 8.000 km, cách quần đảo Hawaii hơn 9.000 km và cách bờ Tây của vùng tiếp giáp Hoa Kỳ hơn 11.000 km. Vì vậy, khi Trung Quốc sản xuất các tên lửa đạn đạo SLBM thế hệ GL-3 có tầm bắn xa hơn, cụ thể là có khả năng triển khai tầm bắn lên tới hơn 12.000 km, PLAN sẽ có được khả năng nhắm mục tiêu vào lục địa Hoa Kỳ từ các khu vực ven biển của Trung Quốc hoặc thậm chí tại các cảng của Trung Quốc và do đó có thể nâng cao khả năng sống sót khi một cuộc hải chiến bùng nổ. Báo cáo của Lầu Năm Góc phân tích rõ. Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết Biển Đông và Vịnh Bột Hải có lẽ là những lựa chọn ưu tiên của Trung Quốc để cho GL-3 xông trận. Vì Vịnh Bột Hải được che chắn ba mặt bởi lục địa Trung Quốc. Theo Lầu Năm Góc, cuộc thử nghiệm đầu tiên được báo cáo của GL-3 đã diễn ra ở Biển Bột Hải vào năm 2018. Theo tờ The Drive, các tàu ngầm hạt nhân nhanh nhất có thể mất vài ngày để vượt qua Thái Bình Dương. Vì vậy, một chiếc SSBN Type 094 hoặc Type 096 có thể phóng từ vị trí gần hơn nhiều so với lục địa Trung Quốc sẽ rút ngắn đáng kể tổng thời gian cần thiết để khai hỏa một tên lửa khỏi nòng đạn, bắn thẳng tới lục địa Hoa Kỳ. Ngoài ra, việc giữ các SSBN gần sân nhà hơn có thể giúp giảm bớt các yêu cầu về chỉ huy và kiểm soát, đồng thời đơn giản hóa các yêu cầu về hoạt động và hậu cần đối với PLAN, vốn vẫn còn hạn chế về kinh nghiệm thực hiện các cuộc tuần tra răn đe hạt nhân. Những tình tiết đe dọa từ Trung Quốc ngày càng có vẻ trở nên đáng lo ngại hơn đối với Hoa Kỳ. Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ khi nào Trung Quốc có thể đạt được khả năng hoạt động tác chiến với tên lửa SLBM GL-3 cùng với tàu ngầm SSBN Type 096. Các báo cáo trước đây cho biết tàu ngầm Type 096 được trang bị GL-3 có thể được đưa vào phục vụ sớm nhất là vào năm 2025. PLAN cũng có thể đang tìm cách tích hợp tên lửa lên những chiếc Type 094 thế hệ cũ.
Nhóm 10 tàu chiến của Nga và Trung Quốc đã tuần hành gần như bao quanh hòn đảo chính Honshu của Nhật Bản ở Tây Thái Bình Dương vào tháng trước. Việc này diễn ra ngay sau khi Moscow và Bắc Kinh tập trận hải quân hoành tráng trên vịnh Peter Đại Đế của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobukishi lưu ý, chúng tôi cho rằng đây là hành động phô trương sức mạnh quân sự và thị uy với Nhật Bản. Vậy, Nga và Trung Quốc có toan tính gì khi gây ra hành động thu hút sự chú ý như vậy? Mối đe dọa đến Nhật Bản như thế nào? Đầu tiên, Bắc Kinh và Moscow đang muốn thể hiện sự gắn kết quân sự của họ ở Tây Thái Bình Dương khi Mỹ và đồng minh cũng ra sức tạo sức ảnh hưởng ở khu vực này. Mỹ, Anh, Úc đã ký hiệp ước an ninh AUKUS cho phép chuyển giao công nghệ hạt nhân. Thêm vào đó, nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh cũng vừa hoàn thành 3 tháng tuần hành tới Tây Thái Bình Dương, bao gồm một tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Thứ hai, Trung Quốc và Nga đang muốn dò thử phản ứng của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Từ khi nhậm chức, ông Biden vẫn chưa dỡ bỏ thuế quan thương mại đối với Trung Quốc mà người tiền nhiệm Donald Trump đã áp đặt, đồng thời vẫn duy trì quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh. Còn Nga, việc tập trận chung cung cấp cơ hội để họ tái khẳng định sự hiện diện ở khu vực. Mặt khác, hành động chung của tàu chiến Trung Quốc-Nga đã chứng minh môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang xấu đi nhanh chóng. Gần đây, Triều Tiên phóng thử một tên lửa có thể là từ tàu ngầm rơi xuống biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng còn tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh. Đây là một trong những yếu tố khiến chính phủ Nhật Bản cân nhắc tăng ngân sách quốc phòng lên gần 2% GDP, một điều chưa từng thấy ở Nhật thời hậu chiến. Đáng chú ý, Nhật Bản còn vận hành một tàu sân bay đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai. Cụ thể, vào tháng trước, hai chiếc F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ đã cất cánh, hạ cánh trên bon tàu GS Izumo của Nhật Bản, hiện đã được cải tiến thành tàu sân bay. Nhật Bản cũng chủ động hơn trong hoạt động quân sự ở khu vực, tham gia vào nhóm bộ tứ kim cương, tiến hành tập trận chung Malabar với hải quân các nước Mỹ, Úc và Ấn Độ. Mặc dù tân thủ tướng Fumio Kishida từng được xem là chính trị gia ôn hòa đến từ Hiroshima, thành phố hứng chịu hậu quả thảm khốc của vũ khí hạt nhân, tuy nhiên ông ngày càng tỏ ra cứng rắn hơn và có thể kế thừa đường lối của ông Shinzo Abe, thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản. Trong bối cảnh khó khăn bủa vây, đợt tuần hành ngang nhiên của tàu chiến Nga-Trung chính là dấu hiệu về sự hợp tác rõ ràng của hai nước này để chống lại Mỹ, Nhật Bản và các đồng minh. Tuy nhiên, với Washington ở bên kia đại dương, Tokyo có thể gặp nguy hiểm bất ngờ trước những hành động khiêu khích đến từ hai phía Trung Quốc và cả Nga. Cũng tại diễn đàn an ninh Aspen, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ đã kêu gọi Washington bớt mơ hồ về cam kết bảo vệ Đài Loan trước cuộc tấn công của Trung Quốc. Phát biểu của ông Skip đề cập đến chính sách mơ hồ chiến lược kéo dài hàng thập kỷ của Washington về khả năng bị can thiệp quân sự trong trường hợp Trung Quốc tiến hành cuộc tấn công nhằm sáp nhập Đài Loan. Phát biểu tại diễn đàn, đại diện Adam Skip cho biết, chúng tôi cần phải rõ ràng hơn nhiều về nghĩa vụ của chúng tôi trong việc bảo vệ Đài Loan. Mỹ cần làm việc với các đối tác toàn cầu để làm rõ cho Trung Quốc biết về cái giá đáng kể mà họ sẽ phải trả nếu sử dụng vũ lực để cố gắng tấn công và chiếm lấy Đài Loan, Reuters trích dẫn lời ông nói. Dẫn thêm một minh chứng thực tế về việc Nga liên tiếp hứng đòn trừng phạt từ quốc tế kể từ sau khi sáp nhập bán đảo Crimea, ông Skip nói rằng nếu không có sự chung tay răn đe quyết liệt, cả Bắc Kinh và Moscow sẽ cảm thấy được khuyến khích sử dụng vũ lực quân sự để đạt được các mục tiêu địa chính trị. Theo ông Skip, Trung Quốc cần hiểu rằng hậu quả kinh tế từ lệnh trừng phạt của Washington và các đồng minh trong trường hợp Đài Loan bị sáp nhập bằng vũ lực là rất nghiêm trọng. Tuy vậy, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ lưu ý vẫn sẽ có một ranh giới khi Mỹ nói về việc viện trợ quân sự cho Đài Loan. Ông Skip nhấn mạnh, chúng tôi không muốn đưa ra bất kỳ tuyên bố nào với dụng ý đẩy nhanh suy nghĩ hoặc kế hoạch của Trung Quốc về việc sử dụng vũ lực quân sự chống lại Đài Loan. Phái đoàn của Nghị viện châu Âu EP đã chính thức có cuộc nói chuyện với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào hôm thứ Năm 4 tháng 11 trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên kéo dài 3 ngày. Trong thông điệp của người dẫn đầu phái đoàn Raphael Glucksmann, một thành viên đến từ Pháp của Nghị viện châu Âu, đã khẳng định hòn đảo không đơn độc và kêu gọi các hành động mạnh mẽ hơn để tăng cường quan hệ EU-Đài Loan khi Đài Bắc đối mặt với áp lực gia tăng từ Bắc Kinh. Nguyên văn ông Glucksmann nói rằng, chúng tôi đến đây với một thông điệp rất đơn giản, rất rõ ràng. Đài Loan không đơn độc, châu Âu đang sát cánh cùng Đài Loan. Reuters nhận định Đài Loan hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức với bất kỳ quốc gia châu Âu nào, ngoại trừ Vatican, và đang muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các thành viên của Liên minh châu Âu. Chuyến thăm của chúng tôi nên được coi là bước đầu tiên quan trọng, ông Glucksmann nhấn mạnh. Nhưng tiếp theo, chúng tôi cần một chương trình nghị sự rất cụ thể hơn, gồm các cuộc họp cấp cao và các bước cụ thể ở cấp cao cùng nhau để xây dựng quan hệ đối tác EU-Đài Loan mạnh mẽ. Tháng trước, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Đài Loan, với các bước như xem xét một thỏa thuận đầu tư. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự, bao gồm các chuyến thăm đầy thông điệp răn đe được lặp đi lặp lại của máy bay chiến đấu Trung Quốc trên vùng trời Đài Loan. Theo một tuyên bố được đưa ra bởi EP, mục đích của chuyến thăm là thảo luận về kinh nghiệm của Đài Loan trong cuộc chiến chống lại thông tin sai lệch, truyền thông, văn hóa, giáo dục cũng như trên không gian mạng. Đáp lại, bà Thái đã cảnh báo về những nỗ lực ngày càng gia tăng của Trung Quốc nhằm giành ảnh hưởng ở Đài Loan, đồng thời yêu cầu các cơ quan an ninh chống lại các nỗ lực xâm nhập.
Chúng tôi hy vọng sẽ thiết lập một liên minh dân chủ chống lại những thông tin sai lệch. Chúng tôi tin rằng Đài Loan và EU chắc chắn có thể tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác của chúng tôi trong tất cả các lĩnh vực, bà Thái nói với phái đoàn EP. Trước đó, lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chiêu Tiếp, đã có chuyến công du hiếm hoi tới châu Âu vào tháng trước, khiến Bắc Kinh tức giận và lên tiếng cảnh báo các nước không nên phá hoại quan hệ với Trung Quốc bằng việc bật tín hiệu xanh với Đài Loan. Triều Tiên có thể sản xuất đủ lượng nhiên liệu hạt nhân cần thiết để sản xuất vũ khí thông qua nhà máy Pyongsan đang hoạt động. Đáng chú ý, hình ảnh vệ tinh về chất thải hạt nhân cho thấy năng lực sản xuất uranium của Triều Tiên có thể vượt xa mức hiện tại và thừa sức chế tạo vũ khí hạt nhân. Bất chấp lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân từ năm 2017, Triều Tiên đã liên tục phát triển kho vũ khí và năm nay dường như đã tái khởi động lò phản ứng để sản xuất plutonium cấp độ vũ khí. Theo nghiên cứu chung của Đại học Stanford và một công ty tư vấn khai khoáng ở bang Arizona, Mỹ, Triều Tiên có lẽ đã tăng tốc sản xuất nhiên liệu hạt nhân ở nhà máy hiện có, không cần mở thêm nhà máy mới. Nhà máy Pyongsan và mỏ liên kết là nguồn cung cấp bánh vàng duy nhất được công khai của Triều Tiên. Bánh vàng, loại bột urani thu được từ các dung dịch lọc, chính là tiền chất chế tạo nhiên liệu hạt nhân. Theo báo cáo, hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang mở rộng lò phản ứng hạt nhân Jongbyon, nhờ đó có thể sản xuất số lượng uranium cô đặc lớn hơn nhiều nếu muốn. Báo cáo kết luận, Triều Tiên đang tăng tốc sản xuất nhiên liệu hạt nhân, không ngừng tạo ra mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc tế và thách thức những nỗ lực phi hạt nhân hóa. Bình Nhưỡng có đủ khả năng đẩy nhanh chương trình năng lượng hạt nhân của họ trong tương lai, khiến Mỹ và Hàn Quốc gặp khó khăn chất chồng nếu muốn đưa Triều Tiên quay lại bàn đàm phán. Gần đây, Washington tuyên bố sẵn sàng gặp Bình Nhưỡng bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Triều Tiên khẳng định chỉ có thể đối thoại nếu Mỹ và đồng minh từ bỏ các chính sách thù địch. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ mới đây vừa lên tiếng phủ nhận báo cáo di chuyển hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất đến căn cứ không quân Incirlik, nơi có lính Mỹ đồn trú. Hãng thông tấn Anadolu dẫn nguồn Bộ Quốc phòng làm rõ thông tin này vào hôm thứ Năm, ngày 4 tháng 11. Trước đó, nhiều kênh truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đều nói quân đội đã chuyển hệ thống S-400 đến chọc tức Washington ở căn cứ không quân chiến lược thuộc miền nam đất nước. Các tuyên bố này của truyền thông hoàn toàn sai sự thật, trích lời quan chức quốc phòng nói với Anadolu. Căn cứ không quân Incirlik vốn nằm trong kế hoạch phòng thủ tên lửa chung của NATO ở châu Âu và chứa hơn 50 vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trong bối cảnh Mỹ tức giận với Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống S-400 của Nga, Tổng thống Tayyip Erdogan đã đe dọa Ankara có thể đóng sầm cánh cửa với quân Mỹ ở hai căn cứ Incirlik và Kurikit nếu phía Washington ban hành những biện pháp trừng phạt hà khắc. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào hôm thứ Năm ngày 4 tháng 11 cho biết ông có thể kiêm nhiệm vai trò Bộ trưởng Ngoại giao cho đến khi một nội các mới được thành lập vào tháng này. Động thái của Thủ tướng Kishida là do đảng cầm quyền Dân chủ Tự do LDP đã chọn Ngoại trưởng đương nhiệm Toshimitsu Motegi vào vai trò Tổng thư ký, vị trí quyền lực thứ nhì trong đảng và có thể định hình các chính sách. Thủ tướng Kishida cho biết, cho đến khi có nội các mới, tôi nghĩ mình sẽ đảm nhận cả vị trí ngoại trưởng. Ông Kishida từng giữ chức vụ quan trọng này trong chính quyền ông Shinzo Abe. Trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, Thủ tướng Kishida đã dẫn dắt đảng LDP đạt được kết quả tốt hơn mong đợi, giành thế đa số mạnh mẽ ở Hạ viện. Ở vai trò mới, ông Motegi cho biết sẽ tập trung vào các trọng trách như phục hồi kinh tế sau đại dịch, cải cách đảng để nâng cao tính đa dạng và thề sẽ thực hiện nhanh các chính sách. Ông cho rằng điều quan trọng là phải chứng minh LDP đang thay đổi. Trong khi đó, Quốc hội Nhật Bản vào ngày 10 tháng 11 sắp tới sẽ có phiên họp đặc biệt để xác nhận ông Kishida là thủ tướng. Sau đó ông sẽ thông báo nội các mới, dự kiến không có gì thay đổi ngoại trừ vị trí ngoại trưởng. Trong một thông tin đáng chú ý khác, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Moscow để thảo luận về quan hệ Mỹ-Nga. Đây là cuộc tiếp xúc mới nhất trong một loạt các cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước. Trong cuộc gặp với các quan chức an ninh cấp cao, ông Burns đã nêu vấn đề về các cuộc tấn công của Nga. Trước đó, chủ đề này đã từng được Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc ép Tổng thống Nga Vladimir Putin hành động tại hội nghị thượng đỉnh tại Geneva vào tháng 6. Trong bối cảnh các nhóm tin tặc đã sử dụng các loại mã độc để tấn công vào các công ty và cơ sở hạ tầng ở Hoa Kỳ, Moscow thời điểm đó đã công khai đồng ý truy lùng tội phạm mạng. Trong lần đối tiếp chủ đề mới nhất, ông Burns đã đưa ra bằng chứng về sự liên quan của tin tặc Nga trong các cuộc tấn công. Chuyến đi của ông Burns là chuyến đi mới nhất trong một loạt các cuộc tiếp xúc cấp cao cho thấy cả hai bên muốn tiếp tục trò chuyện bất chấp sự không tin tưởng lẫn nhau và một danh sách dài các tranh chấp đã khiến quan hệ rơi xuống mức thấp thời hậu chiến tranh lạnh. Được biết, Giám đốc CIA là cựu đại sứ tại Moscow đã có cuộc hội đàm với Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga và một cựu lãnh đạo Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB vào thứ Ba ngày 2 tháng 11. Hãng tin
Reuters First đưa tin, hôm thứ Tư ngày 3 tháng 11, ông Burns đã gặp giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga Sergei Naryshkin và hai người đã thảo luận về hợp tác Mỹ-Nga trong việc chống khủng bố quốc tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, đối thoại ở cấp độ này và về những vấn đề nhạy cảm như vậy là vô cùng quan trọng đối với quan hệ song phương và để trao đổi quan điểm về các vấn đề mà chúng tôi đang có. Trong một tình tiết làm tăng sức nóng cho mối quan hệ Mỹ-Nga, vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 11, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thêm công ty an ninh mạng của Nga là Positive Technologies, công ty đã bị trừng phạt từ tháng 4 vào danh sách đen thương mại của mình, với cáo buộc công ty này đã buôn bán các công cụ mạng để truy cập trái phép vào mạng máy tính. Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thông báo cơ quan này sẽ thu hẹp chương trình nới lỏng tiền tệ áp dụng vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Kế hoạch đưa ra giữa nhiều lo ngại về lạm phát tăng cao, nhưng Fed vẫn không đưa ra dự đoán về tỷ lệ tăng sắp tới. Chủ tịch Powell cho biết, hôm nay Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ FOMC vẫn giữ lãi suất cơ bản gần bằng không. Và với tiến triển phục hồi của nền kinh tế hướng tới các mục tiêu của chúng ta dẫn tới quyết định giảm tốc độ mua tài sản. Theo đó, Fed từ hôm thứ Tư đã tiến hành những bước đầu tiên để thu hẹp chương trình hỗ trợ kinh tế khổng lồ, được đưa ra khi cuộc khủng hoảng sức khỏe khiến hàng triệu người Mỹ mất việc làm từ năm ngoái. Cụ thể, ông Powell thông báo Fed sẽ giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng trị giá 120 tỷ đô la Mỹ, trong đó sẽ cắt 10 tỷ đô la Mỹ trong danh mục mua trái phiếu kho bạc và 5 tỷ đô la Mỹ trong chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp. Việc này bắt đầu từ tháng 11, nhưng Fed vẫn để ngỏ khả năng hành động quyết liệt hơn nếu như lạm phát vẫn tăng nóng. Cục Dự trữ Liên bang đã chú ý đến đợt tăng giá sốc nhất hàng thập kỷ và ảnh hưởng của nó đến sống hàng ngày của người dân Mỹ. Ông Powell cho hay, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn mà lạm phát cao gây ra cho các cá nhân và gia đình, nhất là những ai không có đủ phương tiện để chịu mức giá cao hơn cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm và đi lại. Nhưng các công cụ của chúng tôi không thể tháo gỡ hạn chế về nguồn cung. Giống như hầu hết các nhà dự báo, chúng tôi tiếp tục tin rằng nền kinh tế năng động của chúng ta sẽ điều chỉnh sự mất cân bằng cung cầu và sau đó lạm phát sẽ giảm về mức gần hơn với mục tiêu lâu dài 2% của chúng tôi. Dĩ nhiên rất khó để dự đoán về tình trạng thiếu nguồn cung kéo dài và hiệu ứng của nó đối với lạm phát. Chuỗi cung ứng toàn cầu rất phức tạp, nó sẽ trở về chức năng bình thường nhưng vào lúc nào thì không chắc chắn. Các ngân hàng trung ương như Fed thường tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, Chủ tịch Powell vẫn đang đặt cược rằng lạm phát sẽ giảm vào mùa xuân hoặc mùa hè năm sau. Vì vậy, một đợt tăng lãi suất bây giờ là quá sớm. Chúng tôi cho rằng chưa đến lúc phải tăng lãi suất, vẫn còn cơ sở để đạt đến mức toàn dụng lao động, ông Powell nói. Wall Street dường như tin tưởng vào kế hoạch của Fed đến hiện tại, với thị trường chứng khoán vừa ghi nhận mức kỷ lục mới. Các nhà khoa học tại Liên minh Động vật Hoang dã Sở thú San Diego đã có một phát hiện mới rằng những con kền kền khoang cổ California quý hiếm có thể sinh sản mà không cần giao phối, hay còn gọi là sinh sản vô tính. Trong quá trình phân tích định kỳ các mẫu sinh học từ hai con kền kền khoang cổ ở California trong khuôn khổ chương trình nhân giống của vườn thú, các nhà khoa học phát hiện ra rằng chúng nở ra từ những quả trứng chưa được thụ tinh. Bà Cynthia Steiner, phó giám đốc bộ phận nghiên cứu bảo tồn tại tổ chức San Diego Zoo Wildlife Alliance và đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp ở loài chim nói chung. Thông thường, chim cái sẽ kết đôi với đối tác đực và đẻ trứng, chưa có trường hợp sinh sản vô tính nào được phát hiện ở các loài gia cầm. Trong khi đó, hai con kền kền khoang cổ đặc biệt chỉ có quan hệ di truyền với mẹ của nó và không có liên hệ gì đến các con chim trống. Như vậy, đây là hai trường hợp sinh sản vô tính đầu tiên được xác nhận ở loài kền kền khoang cổ California. Bà Steiner cho biết, cả hai con kền kền khoang cổ sinh nở vô tính đều nhẹ cân khi mới nở. Được biết, kền kền khoang cổ California, hay còn gọi là thần ưng California, là một trong những loài chim quý hiếm nhất thế giới. Giờ đây, dân số của chúng đang ngày càng tăng. Bà Steiner cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu hiện tượng sinh sản vô tính ở loài chim này để xem điều này có xuất hiện ở nhiều cá thể kền kền khoang cổ hay không. Có thể hiện tượng này đã xảy ra khi số lượng cá thể loài này bị giảm. Bây giờ quần thể đã đông đúc hơn với khoảng 500 cá thể, trong đó có khoảng 200 cá thể đang sống trong điều kiện nuôi nhốt và 300 cá thể sống trong môi trường tự nhiên. Chúng tôi muốn biết tần suất xảy ra hiện tượng sinh sản vô tính ở loài chim quý hiếm này và liệu điều đó có diễn ra khi số lượng loài đã tăng hay không, bà nói. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!